mưa xuân thực sự rồi, mưa xuân. Ôi xì hay đấy, xì hay đấy. Này xì được bao nhiêu tiền đấy anh? Xì bút đỏ ấy, 6 triệu. 6 triệu đấy, nhìn nghe chậu tàu với cây gì việc chơi. Đúng rồi đấy. Mưa xuân này chơi cây quá tuyệt vời. Lạnh tí nhưng mà mưa ẩn không sao. Bạn xoay không em? Trời rất phê. Cứ từ từ đấy. Tí nữa hết mặt này xoay. Thật ra trưa ấy lại có quá này. Trước quay anh Trương cây si đẹp quá. Có không lấy cả hai cây đẹp. Quay dây trường hai cây si đẹp không lấy cả hai cây à, là cái kỷ niệm cây hoa mà tí nữa đấy. Đọc số luôn đi anh, số điện thoại là 0985837909 Trung Dâu. Rồi rồi, còn bác nào mới xem thì có số đấy. Cây cao độ 40 nhỉ. 40. Rồi. Xoay đi mặt không. Đấy. Thuộc hơi hướng cây cổ đấy. Cũng sạch cây. Đấy, mặt nào cũng được. Cả hai mặt đều đẹp. Mặt nào cũng được. Quay từ trên xuống em. Cường cũng gọi không? Có, đang không treo ấy. Để ra sớm thế. Đấy. Mưa này đi chơi cây mát nhỉ. Đẹp rồi, có cây đẹp rồi. Cho ghế xoay này. Đấy, cho cái đôn xoay. Ghế xoay chuyển đây anh. Vừa hồng mai bao nhiêu? Hồng mai này là 3 triệu. 3 triệu. Đấy, hàng hoa chi tết tuyệt vời đấy. Sợ luôn, hoa và quả. Đấy, chơi tết. Vừa có cây vừa chơi tết, chậu đẹp. Đấy. Hàng hoa tết chảy lắm đấy. Thơm, vừa đẹp vừa thơm. Đấy, cây đấy đẹp đấy, biết đẹp, đấy. Chân vệ đẹp, hoa đẹp. Đẹp, đấy. Đẹp nhất Việt Nam đấy. Cái này mấy triệu mà anh ơi? 3 triệu ạ? 3 là 3 triệu. Đấy. 8 triệu. Bằng cây hoa hồng kìa. Hoa đẹp. Đây đi đâu chơi được. Đấy. Đắt hơn cây này ấy. Đang có... À đây. Xanh. Xanh Lam Điền. Điền. Rất là êm ái. Đấy, bao nhiêu đây? 4 triệu cho 4 lên triệu. Đường 4 triệu đấy, đấy, tay cành đầy đủ, răm dày. 4 triệu là lên đường luôn nhé. Lên đường luôn. Cho bà con là yêu tỷ, yêu nhiệt tình. Đấy, chậu có chân quỳ đẹp này. Chậu đồ cũ. Nhiều ông đang đi tìm cái chậu như này. Đấy, cái chậu này cũng hết 1 triệu 1, 1 triệu 2 rồi. Được, lành tít. Lên đường 4 triệu là lên đường. Đấy, rộng chưa? Rất rộng. Đấy. Còn cái nào đâu anh? Đây. La Hán. La Hán chậu lá lật này. Đấy, chậu lá lật thì cũng được. La Hán. Bao tiền anh? Cái này 2 triệu. Đấy, 2 triệu có là hán chơi. Chỉ việc chơi luôn. Già cây, chậu đẹp. Đấy. Đấy, chân cẳng có hết. Cây ổn định chậu. Chậu lá lật, chậu cũ. Đấy, rồi. Đây nữa đâu? Đây là cụ đa. Vâng. Đa này quá tuyệt vời luôn. Có 102 à. Báo giá anh.
rổ giá lên đường là 3,5 triệu lên đường. 3,5 triệu lên đường. Đấy. 3,5 triệu lên đường. Tết làm cây đa với cây lộc được, đa lộc. Chậu đẹp và cây cũng đẹp. Đấy. Cao tổng thể là nó vào 50. 50. Tuyệt vời. Đấy. Đang lún phún. Đang lún phún đón lộc chơi Tết đây. Lộc búp đỏ. Đấy. Lún phún đón lộc chơi Tết đây. Được. Tết là lộc lá đẹp. Chân bệ rồi tay cành là rõ ràng mạch lạc. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Okay. Đẹp luôn. Bên đây đúng không anh? Lật trở lại đó. Đây, từ đây của anh. Em rượu quá không ạ? Đã uống. Chưa được hấp nào từ sáng giờ. Đây là đúng không? Đấy, được rồi. Cây nào cũng đẹp. Rồi, ra này. Si. Xanh si ra. La Hán, Hồng Hồng Mai. Đẹp. Đấy. Đẹp rồi. Chúc mừng anh Trung. Cái này là gốc nào nhỉ anh nhỉ? Đây, ông nào cũng chảy mất đâu rồi. Bày cả như quầy ở đây luôn. Chắc là mới lên, nhà vườn mới lên. Nhà vườn mới lên. Túc. Túc bé tí nhiều quả hết. Cái xi này cũng hay đấy. Chủ ông đi chơi ở đâu ấy? Báo giá cho một số cây đây. À, của mình hả bác? Trước ông nào gọi nhiều không? Hả? Trước đăng lên ông nào gọi nhiều? Bán hết rồi này. Nhưng mà có ông nào ở xa gọi không? Có cũng bằng người gọi. Đấy, tốt quá. Đây bác. Đây. Con hoa giấy này 3 triệu. 3 triệu. Còn đầu. Rồi. Tiếp. Cứ tiếp đi. Đấy, con ngao này 3,5 triệu này. Rồi. Con chi này là 2 triệu này. 2 triệu. Con hoa giấy 1,5 triệu này. À, rồi. Còn đồ bé bé này. Trước hôm trước toàn đồ to này, toàn đồ bé bé. Con kia là đi ôi, để hỏi con kia đi. Những con này thì mấy cân nổi bật. Con cụ si kia. Si đấy. Si đấy là 2 triệu. 2 triệu. Rồi ok. Túc nhỉ. Túc. Túc. Túc là mấy triệu? Mấy túc đấy là 2. Kiểu 2. Con giấy ở dưới thì bao nhiêu? Dưới là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi ok. Đấy, sơ bộ là mấy cây là còn ổn. Đấy, cái đấy là bao nhiêu? Đấy, 2 triệu. 2 triệu. Đồ mini. Đấy, giấy Mỹ đấy. Hả? Giấy Mỹ. Đã để đây. Còn đấy 1,5 triệu. Giấy Mỹ 1,5 triệu. Để đây đứng đằng sau quay. Nói chung là ra đây chơi, ra đây mua, ông này thì bắt cả này bắt kia, bán ở chợ thôi. Vừa mang thêm cái gì đây? Đây mang thêm mấy cái... Để ra xem nốt này. À, của bác ấy à? Chợ... bắt đầu mưa xuân rồi các bạn, mưa xuân. Cái móng này có vẻ lâu rồi chưa ra đi được nhỉ? Xanh là móng. Lá móng. Lá móng bông đá. Ấy, chậu. Chậu đẹp. Có chân.
là không ông? Bán hộ anh hay là như nào? Bán hộ không anh? Chả biết bao nhiêu tiền. Cây 2 triệu rưỡi lên đường. 2 triệu rưỡi lên đường. Đấy. Bán hộ đấy. Để dây cành. Xi này thì sao chả biết. Xi này của ông ấy là 4 triệu. 4 triệu. Rồi, ok. Cảm ơn anh. Xin chào cả nhà nhé. Hẹn gặp lại.